Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Hành Audio. Hôm nay em về được một cái lô laptop Panasonic. Đây là chiếc laptop lai máy tính bảng 2 trong 1, và trọng lượng của nó là chỉ 1,1 kg, nhẹ nhất thế giới nha. Và nó sẽ nhẹ hơn chiếc Surface là 1,9 kg, rất là nhiều nha. Trong này thì nó sẽ có khả năng để tháo rời các màn hình ra, anh em có thể sử dụng như là một cái máy tính bảng, và khi mà lắp vào thì nó sẽ có chức năng như là một cái laptop bình thường nha. Và dòng này thì nó sẽ có một cái giá rất là đắt. Cái phiên bản cao nhất của nó lên tới là 100 triệu đồng nha. Và cái phiên bản thông thường là 75 triệu đồng. Và dòng này thì cấu hình của nó là Core i5 thế hệ thứ 7, 7300 nha. Rồi em sẽ mở cái cấu hình của nó luôn cho anh em. Máy về trong tình trạng là đẹp trong lanh hết luôn nha. Màn hình sáng rõ, Core i5 7300U, 8GB, và SSD của nó là 256, khởi động rất là nhanh. Rồi đây là cái khóa để mà tháo ra để trở thành một cái máy tính bảng rời như thế này nha. Đây là cái cấu hình của nó đây, Core i5 7300, RAM 8GB, cảm ứng 10 điểm nha, 10 touchpad, cảm ứng 10 điểm rất là nhạy. Màn hình của nó là màn hình 2K 12 inch, cảm ứng đa điểm Panasonic. Khung sườn máy bằng nhôm, siêu nhẹ luôn nha anh em. Rồi, máy đẹp long lanh nha. Đây là những cái cổng kết nối đây, UPC, nguồn và volume. Và bên hông đây, đây là cái đắp kết nối, cảm ứng cực nhạy luôn nha. Đây, rồi anh em có thể giải trí nè, lướt YouTube rất là mượt nha. Cấu hình rất là mạnh mẽ, Core i5 luôn. Rồi cũng như là lướt web nha. Đây, trong web của nó đây. Cảm ứng 10 điểm luôn. SSD 256, thiết kế siêu nhẹ, khung nhôm, pin là em bao test trên 2 giờ nha. Cộng kết nối HDMI, tất cả những cái kết nối nó nằm ở dưới cái đốc bàn phím nha. Và dòng này thì nó sẽ có thiết kế là hai pin nha, một pin ở trên các màn hình và một pin ở trên các bàn phím này nha. Đây là jack nguồn nè, SSD nè, USB nè. Rồi phía bên hông đây, cổng USB nè, cổng HDMI out nè, rồi cổng VGA nè, cổng mạng LAN đầy đủ luôn nha. Về phía sau của nó này, Panasonic CF XZ6. Ở trên các diễn đàn thì cũng đánh giá rất là nhiều về cái mẫu laptop 2 trong 1 này nha. Đây là một trong những dòng laptop doanh nhân, thì vừa thiết kế gọn nhẹ, vừa giải trí, vừa sử dụng những cái ứng dụng rất mạnh mẽ nha. Anh em có thể chơi sử dụng luôn cả AutoCAD Photo nha. Đây là dòng Core i5. Đây là dòng chip được sử dụng trong những cái bộ máy lớn nha. Không phải là dòng Core M nha. USB của nó là USB 3.0, đầy đủ luôn HDMI, Bluetooth đầy đủ nha. Và những cái laptop này em đã cài Wi-Fi sử dụng đầy đủ luôn. Anh em vào và nhập cái password và sử dụng nha. Thiết kế cực kỳ gọn nhẹ nha, sử dụng hai pin, một pin ở trên cái màn hình và một pin ở trên cái bàn phím nha. Khi ta cắm cái màn hình vào thì nó sẽ tự động sạc nha, sạc cho các màn hình sáng rõ hết luôn nha. Lô này em về cũng khá là đẹp.
màn hình không phản quang nha. Đây cái màn hình nền trắng của nó đây. Và đây là tổng thể của từng con đây. Panasonic Core i5. Đẹp long lanh luôn nha. Giá trên thị trường của nó còn khá là đắt nha anh em, trên 10 triệu nha. Với dòng laptop này thì anh em có thể đáp ứng tất cả những cái nhu cầu về giải trí cũng như là sử dụng văn phòng, cũng như là một số cái đồ họa cơ bản nha. Nội thất ngoại thất cũng còn rất là đẹp. Rồi mặt hông của nó đây. Rồi về được là 3 chiếc trong tình trạng đẹp long lanh hết luôn nha. Rồi với chiếc laptop Panasonic CFXZ6 trong tình trạng đẹp long lanh, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng nha, thì em sẽ bán với giá là 5.900.000 đồng. Một chiếc laptop hoàn hảo cho những nhu cầu giải trí cũng như là sử dụng văn phòng. Ok nha, chip rất là mạnh mẽ, Core i5 RAM 8GB, SSD 256, màn hình 2K 12 inch nha. Cảm ứng đa điểm luôn, 10 điểm. Rất là nhẹ nhàng, gọn và cấu hình cực kỳ mạnh nha. Rồi với chiếc laptop Panasonic thì em sẽ bán với giá là 5.900.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ hàng vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.